Em gái Vân Lan tỉnh trên xin kính chào toàn thể các cô chú anh chị yêu nhà mình nhé. Thì hôm nay em xin lên cho cả nhà sưu tầm một số các cái dòng hoa lan như sau. Thì hiện tại ở đây này em đang có rất là nhiều mặt hàng nha cả nhà nhé. Kim điểm mắt đỏ này, nong tu di ninh xuân này, đuôi cáo này, đen đô vàng mắt đen này và hoàng phi hạc này. Đó, rất là nhiều loại nha cả nhà nhé. Thì xuân hạn liên hệ nha em là 0919536598. Các cô chú anh chị mình đang đi qua like nha em, thì cho em xin một nút chấm, một nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh nhé cả nhà nhé. Đó, cả nhà tương tác bài like mạnh tay lên cho em xin 1.1 like nhé cả nhà ơi. Ai đang vô coi like thì nhớ tặng cho em xin 1.1 like nhé. Để em Trang có động lực để chia sẻ hàng hoa lan cho cả nhà yêu nhà mình nhé. Đó, đẹp lắm các bác ơi, thật sự rất là đẹp luôn á. Rồi, không để mất nhiều thời gian của các quý cô chú anh chị yêu nhà mình nữa, thì em xin lên mặt hàng đầu tiên luôn nhé. Xin lên mặt hàng đầu tiên. Các anh chị nhà mình chốt đơn thì chỉ cần gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại em ghim trên bài nhé. Hoặc là nhắn tin cho em, ví dụ trong trường hợp mà các bác gọi điện không được thì các bác nhắn tin trực tiếp cho em nha. Qua số điện thoại là bác chốt gì đó, bác tên gì thì em sẽ lấy đơn chuẩn cho cả nhà nha. Ai đã từng mua hàng thì em Trang là biết rồi đúng không ạ? Đúng cả nhà. Rồi, không để mất nhiều thời gian của các bác nữa, em xin lên đơn hàng bởi hàng đầu like này. Và thật với các anh chị mình hôm nay chầm lông đỏ cực kỳ đẹp nó nhé cả nhà nhá. Một chậu em nó sẽ như thế này này. Ôi trời ơi. Nè, 2, 4, 6, 7 thân nha cả nhà nhá. Đây, 2, 4, 6 thân. Đó, đang lên mầm gốc nha. Cái này đang bắt đầu nứt thôi này. Chậu này đang bắt đầu nứt, chậu này đang lên nha. Đó, và chậu này này. Ui ui, gãy lụ cả bà con các bác ơi. Đây, 2, 4, 6. Đấy, hôm nay em sẽ bán một combo như thế này nha cả nhà nhá. Nó nói chung là nó sẽ lâu lâu, nó sẽ có một combo là 4 chậu, quên, một chậu 4 thân nhưng mà nó ít lắm cả nhà. Đa phần hôm nay là 4 5 6 thân đổ lên hết nha. 4 5 6 thân đổ lên hết nhiều lắm luôn á. Thậm chí là có cả 7 thân nhá. Rồi hôm nay em chia sẻ cái combo trầm lông đỏ này với giá là 275.000 cái bao ship nhanh cho 3 chậu này nha. Trời ơi, đúng là đáng đồng tiền bát gạo để mua nó các anh chị ạ. Này các anh chị mua 3 chậu như này về các anh chị mình ghép thành một cái chậu lớn như thế này cho em. Chơi hoa có đẹp không cả nhà? Rất là đẹp luôn nhé cả nhà nhé. Đó, mỗi chậu nó sẽ từ 5 6 7 thân đổ lên nhé cả nhà nhé. 275.000 một combo em gái bao ship nhanh. Hiện tại đây này em không có nhiều đâu, có một số combo thôi. Nên là bác nào nhanh tay thì được cái combo rồi nhá. Hôm nay toàn bộ là nhiều thân đẹp đúng cả nhà. Thường em nó bán là chậu 2 3 4 thân là nó là 230.000 bao ship rồi. Nhưng mà em bán combo là 4 5 6 thân đổ lên. Đó, là em bán với giá là 275.000 bao ship nha cả nhà nhá. Đó, các anh chị đang nó không có số lượng nhiều đúng cả nhà. Nên là bác nào nhanh tay thì được đẹp, chậm tay là hết hàng nha cả nhà nhá. Đó. Rồi tiếp tục gửi đến cả nhà một cái dòng tiếp theo nha. Một cái dòng tiếp theo là một em chồn này cả nhà ơi. Cái chồn này thì hiện tại là em chưa thấy nụ nó nứt lên nha, nhưng mà sắp đến mùa bông này các anh chị ạ, sắp đến mùa bông rồi này các bác nhà mình yên tâm. Hàng này năm ngoái em nó đã cho hoa được rỡ lắm rồi. Rồi chậu chồn này em xin bán với cả nhà, thường em bán 280 chậu này đúng không ta? Hôm nay bán luôn cho cả nhà với giá là 260.000 bao ship. 260.000 có 5 con chồn nha. 5 em chồn đang lên rất là xinh xắn như thế này. 260.000 bao ship nhanh. Tiếp tục gửi đến cả nhà là một cái dòng này là phi điệp Asa đỏ. Asa đỏ là một cái bông của nó là nó đỏ chót cho chót, nó y như cái bông của cái dòng mà DH93 luôn nhé cả nhà nhé. Đây, nụ này, cho các bác nhìn nụ này là các bác biết đúng không ạ. Đây, hiện tại là cái thân này đang bắt đầu sưng nụ nhỏ này. 1, 2, 3, 4, 5 thân nụ. 2 thân đang sưng nụ nhỏ và 5 thân sưng nụ to. Rồi, đây này em xin bán với cả nhà với giá là 250.000 bao ship nha. 250k bao ship nhanh, em nói thật với cả nhà nhé. Riêng như em Trang bán hàng, các anh chị mình cứ khẳng định một điều là hoa chuẩn mật cây. Và nó tím đỏ, nó sặc sỡ nha cả nhà nhá. Tại vì cái điện thoại mặt bông này em đang la, đang quay video mất rồi. Tiếp tục gửi đến cả nhà một cái bảng tiếp theo là một em. Em này là một em trúc vật bà nha. Đây này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thân tơ đang lên luôn đấy cả nhà ơi. Và đang những cái thân này đang lụ nha. Rồi bảng này hôm nay em chi ân luôn 200.000 bao ship. 200k bảng này em bao ship nhanh nhá. 200k chúc Phật bà 10 thân nó lên thì thôi rồi đúng cả nhà. Tiếp tục gửi đến cả nhà là một em tam, quên, hoàng phi hạc. Đây, những cái thân này nó đang bắt đầu sưng nụ nha, còn những cái thân này nó đang sưng nụ nó bắt đầu nhú rồi này các bác này. Đang nhú rồi này nha. Đó, đang nhú hết rồi này. Anh chị thấy không? Và thân tơ nó lên này. Trời ơi, thân tơ nó lên tu tủa luôn nhá. Rồi 250.000 một bảng hoàng phi hạc là em gái bao ship nhanh nhá. 250.000 một bảng hoàng phi hạc em gái bao ship nhanh. Đẹp lắm các bác ơi, đây này. Nụ quá trời nụ luôn này. Nè. Nụ nè. Đó, cái này đang sưng nụ ra này. 250 nha. Rồi tiếp tục gửi đến cả nhà là một dòng tiếp theo là một em kim điệp nhựa.
150 trùng ngàn một chậu này em bấy bao ship 150k nhé. Cái giá này bán giao lưu thôi, tưởng ngày em bán 250 lận đó. 150k em gửi bao ship nha, 150 đó. Rồi cái em tiếp theo em gửi cả nhà là combo Di Linh Xuân, sẽ bán một combo 10 chậu như thế này nha cả nhà nhé. Đây là những cái chậu toàn bộ là nó đang nụ hết như thế này này các bác ơi, đang nụ đều hết như thế này nhé. Có chậu nụ bé, có chậu nụ to không cả nhà. Nói chung là em ai đã mua được thì yên tâm, đảm bảo nó đẹp nhá. Đây mặt bông của em nó đây này, xuất sắc chưa các bác ơi. Trời ơi bông này, lưỡi thì rất là đậm nha, hoa cực kỳ thơm nhá. Đây mới có một chút xíu hoa nó lở này, tuyệt vời chưa nè, quá là tuyệt vời nó các anh chị ạ. Di Linh Xuân nhá, cứ 10 chậu như thế này em bán với giá là 300k 10 chậu em bao ship nhanh nhé cả nhà nhá, rất là tuyệt vời luôn đó. 300.000 tiếp tục gửi đến cả nhà là một chậu tiếp theo là kim điệp nhựa nhá. À quên em xin lỗi, kim điệp mắt đỏ hoa vàng được rỡ này này. Có một thân như thế này em nói là có 4 vòi hoa này, thân nhỏ lắm cũng 2 vòi này, 4 vòi, 1 vòi, 2 vòi này. Thân này nó đang sưng bắt đầu 3 vòi đây này. Trời ơi tuyệt vời luôn các bác ơi. Rồi chậu này là 4 thân to, 4 thân to, 2 thân nhỏ và đang lên mầm gốc rồi nha các bác nhìn mình nhá. Chậu này em xin bán với cả nhà với giá là 750.000 chưa bao gồm phí ship nha cả nhà nhá. 750 chưa bao gồm phí ship, to đẹp như này luôn này. 750.000 nha. Cứ 180.000 một thân. 180k một thân thì chậu này nhiều thân thì em bán vo cho cả nhà là 750.000 đi. 750 chậu số 1 này. Chậu số 2 này, trời ơi đẹp chưa? Thật sự rất là đẹp luôn. Chậu số 2 này cũng là 750.000 nha. Đó, toàn 3-4 ngồng nụ không các anh chị ạ. Đây cái thân này nó đang đứt 3-4 ngồng nụ này. Đó. Chậu số 2 cũng là 750 này. Chậu số 3 này nhá, chậu số 3 này bao nhiêu thân ta? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thân. 11 thân. Chậu số 3 này là 11 thân. Thì chậu này em bán chiên chậu này thôi nhá, 1 triệu 200 ngàn. 1 triệu 200 ngàn chậu này nha. Con nào chốt chậu nào thì ok giúp em. Kim điệp mắt đỏ hoa cực kỳ đẹp luôn nhé cả nhà nhé. Rồi tiếp tục gửi đến cả nhà một dòng tiếp theo là một em không phải bệt mà là ma bó nha. Riêng cái dòng nụ tím này nha, bông của nó phải gọi là bao đạt chuẩn luôn nha, siêu đẹp luôn cả nhà. Rồi chậu ma bó này em bán với cả nhà là 280.000 bao ship. 280.000 bao ship nhanh nha cả nhà nha. 280 bao ship nhanh ma bó nha. Riêng cái dòng ma bó mà thân nụ nó như thế này thì không bao giờ chê trách được cái mặt hoa đâu cả nhà, đẹp tuyệt trần luôn á. Đó. Đó còn lồng đỏ này cứ 275.000 ba chậu, từ 4 thân đổ lên cho cả nhà yên tâm nhé. Rồi tiếp tục gửi đến cả nhà một chậu sóc như này. Sóc này em bán với cả nhà là 250.000 bao ship nha, 250.000 bao ship nhanh. Dendro vàng mắt đen đang nụ như này, hai thân bắt đầu đang nhú rồi này. Rồi chậu này em bán 250 bao ship luôn nha, 250.000 bao ship mặt hoa đây, hoa của Dendro vàng mắt đen đây. Rồi tiếp tục mở một chậu này là một chậu kiều vuông lộc bắc chuẩn hàng rừng Lâm Đồng. Hiện tại bây giờ nó đang có một số nụ nó nhú lên rồi và một số nụ nó đang sưng nha. Chậu này em xin bán với cả nhà với giá là 380.000 bao ship, 380k bao ship nhanh nha. Rồi cuối cùng là một dòng tiếp theo là một chậu sóc. Một chậu sóc này bản lá xếp chân red cũng là 250.000 bao ship nhanh. Đó. Rồi vừa rồi em có gửi đến cả nhà một số các dòng hoa lan nhé. Ai chốt gì thì liên hệ với em trực tiếp qua số điện thoại nhé. Em xin chào cả nhà. Nói chung là còn rất là nhiều mặt hàng các anh chị ạ, nhưng một video không thể lên hết được hết cả nhà nhé. Nên là cả nhà đăng ký để theo dõi những cái video trực tiếp nhà em nhé. Cảm ơn cả nhà yêu.